Xin chào quý bạn chị em, chúc mừng năm mới. Cảm ta chưa, hôm nay thấy ai cũng bận đồ rất là đẹp, thành ra tôi cũng bận một bộ đồ theo để cùng theo với tất cả mọi người. Cảm ta chưa, thì hôm nay là ngày khá là đặc biệt, là bởi vì nó là ngày chủ nhật mà cũng là ngày mùng một Tết. Phải đến 11 năm nữa thì chúng ta mới lại có một cái trường hợp giống như thế này. Bởi vì nếu mà nó rơi vào ngày thường đó thì thường thường các họ mọi người đều phải đi làm, thành ra có người nghỉ người đi, nó cũng không có được lớn như là mình tổ chức mà rơi vào trong cái ngày chủ nhật như thế này. Và đặc biệt là các nhà thờ thì lại mở cửa ngày chủ nhật thôi, còn những ngày thường thì không có mở. Thành ra tôi hy vọng trong những năm tới có thể là ngày mùng 1 Tết, dù là ngày thường thì nhà thờ vẫn mở cửa để con cái Chúa có thể đến và cầu nguyện và được chúc phước. Cảm ơn Chúa. Và cái ngày Tết này đó thì người Việt mình có nhiều cái tên lắm, nào là tên là Tết âm lịch nè, Tết cổ truyền nè, Tết cả nè, rồi Tết nguyên đán. Thì cái chữ Tết nguyên đán này đúng ra phải đọc đúng theo chữ Hán là Tết nguyên đán. Cái chữ Tết này là một cái thời khắc, một cái thời điểm, và nguyên là khởi đầu, đán là cái ngày sáng sớm. Là Tết nguyên đán có nghĩa là cái ngày đầu tiên của một năm mới. Và trong cái ngày này đó thì chúng ta thường hay là dọn nhà cho sạch sẽ nè, bận đồ mới, giống như ngày hôm nay tôi bận nè. Và mọi thứ mình làm cho mới, bởi vì mình muốn một cái năm mới nó thật là tốt đẹp. Và mình chúc phước cho nhau là an khang thịnh vượng, rồi chúc rất là nhiều mỹ từ, không? Sức khỏe, rồi vạn sự như ý. Nhưng mà thường thường mình chúc mà rồi cứ như vậy thì mình cũng không biết là ai sẽ là người làm thành những cái lời chúc đó của mình. Và mình cũng không biết ai là đứng làm cái điều đó luôn. Thành ra chính vì vậy ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái đề tài mà tôi đặt tên là đấng ban phước. Để mình biết ai là đấng ban những cái cho những cái lời chúc của mình, làm thành những lời chúc của mình. Và để mình tìm đến mình biết đấng đó. Bởi vì khi mình có được cái đấng ban phước thì mình có nhiều phước hạnh hơn là mình đi kìm những phước hạnh, những cái ơn phước mà thôi. Thì có rất là nhiều cái tranh cãi ở trong cái nguồn gốc của cái ngày Tết Nguyên Đán. Thì cái Tết Nguyên Đán có người thì nói là ồ, Tết Nguyên Đán này là của người Việt Nam, nó khác với Tết của người Trung Hoa. Nhưng mà có những người khác thì lại nói rằng thôi, cái Tết này là mình bắt chước của Trung Hoa. Thành ra là cái đó nó vẫn chưa ngã ngũ và người ta vẫn còn tranh cãi. Nhưng mà có một điều không thể bàn cãi đó, tức là đó là cái thời khắc giao mùa của năm cũ và năm mới. Và đó là một cái sự kiện, một cái ngày lễ quan trọng nhất của người Việt. Người Việt mình Giáng sinh và Phục sinh không có nghĩa lý gì cả, nhưng mà cái ngày Tết là vô cùng đặc biệt. Thì theo cái tín ngưỡng của dân gian đó, là ngày Tết đó, họ làm một cái bàn thờ thiên. Thì trước khi mà có các đạo khác du nhập vào nước Việt Nam, thì không biết quý bạn xem có biết không, nhưng mà người Việt mình là đạo thờ trời. Mình lập một cái bàn thờ ở đằng trước để mà mình đón giao thừa đó. Là mình lập bàn thờ thiên, mình cúng, mình cảm tạ ông trời. Những người ngày xưa Việt Nam mình là nông dân nhiều, họ cảm tạ ông trời cho họ mưa thuận gió hòa trong một năm qua, và họ cầu xin cho cái năm mới. Và cũng là một cái dịp để họ mời ông bà, những người đã khuất của họ về ăn Tết chung với họ. Đó nó đến từ một cái tấm lòng biết ơn ông bà và biết ơn cái ông trời. Thì từ lâu cho dù người Việt của mình không có hiểu rõ lắm ông trời là như thế nào, nhưng mà họ tin là có ông trời. Bởi vì họ nhìn vào những cái sự gọi là sự mà nhìn thiên nhiên đó, tức là họ thấy là mùa, bốn mùa xuân hạ thu đông nó rất là đều đặn, và mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây, rất là đều, không có trật đi đâu cả. Và họ thấy, họ nghĩ rằng là phải có một cái đấng thể trị tạo ra tất cả những điều này, bởi vì nó quá tuyệt vời, sự tạo dựng như vậy quá tuyệt vời. Và mặc dù họ không hiểu rõ lắm, họ chỉ có một sách tự nhiên, tức là nhìn thiên nhiên mà thôi, nhưng mà trong văn học của họ mình thấy rất là nhiều điều nói về ông trời. Chẳng hạn như là họ nói rằng là trời sinh voi sinh cỏ, không ạ? Và hoặc là trời cho ai nấy hưởng, rồi trời kêu ai nấy dạ.
Hoặc là họ nói cái câu là mưu sự tại nhân, thành thử tại thiên. Tức là con người mình có thể đặt ra những cái đủ thứ, những cái chương trình hết. Nhưng mà thành hay không là đến từ Chúa. Thì trong những cái lời nói là họ đã tin có ông trời. Và họ nói những là ông trời có mắt, rồi sống nhờ trời, chết về chầu trời. Mình thấy rất là rõ. Và có những cái điều mà sau này khi mà mình viết Kinh Thánh đó, thì mình thấy là họ hiểu được ông trời cũng rất là giống với lại lời Kinh Thánh. Họ theo ông Khổng Tử, là Khổng Tử sinh ra rất là lâu, bao nhiêu ngàn năm rồi, nhưng mà lúc đó thì ông chưa có biết về Kinh Thánh cả, nhưng mà ông đã nói được một câu là thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh. Có nghĩa là ông trời sinh ra tất cả mọi vật, nhưng mà chỉ có con người là có linh hồn. À, có thể nó giống Kinh Thánh không các bạn xem, mà họ không hề biết Kinh Thánh. À, thì họ, và ngay cả trong cái đời sống của mình, nhiều khi là mình gặp chuyện gì mình cũng nói trời ơi, hay là bên Mỹ nó là oh my god. À, thế là đều nói về ông trời, nhưng mà người Việt lại không biết là ông trời là mấy. Ngay cả khi mà Phật giáo vào Việt Nam và người dân Việt Nam đổ theo Phật giáo rất là nhiều, thì khi mà người ta cầu nguyện, người ta cũng không thể nào tránh khỏi là cầu trời khẩn Phật. Cho dù họ nói khẩn Phật nhưng mà vẫn có chữ cầu trời. Có nghĩa là người Việt của mình từ lâu đã như vậy rồi. Và người Việt thì chỉ nhìn thiên nhiên và đoán có ông trời. Nhưng mà người Do Thái đó, họ phước hạnh hơn. Bởi vì họ là dân tuyển của Chúa. Họ không những có nhìn thiên nhiên mà họ còn có một quyển sách là quyển Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh được cho là quyển lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái. Thành ra họ viết trở lại và họ hiểu rõ hơn cái chương trình của Chúa là đấng tạo hóa như thế nào. Và ngay cả trong cái lời Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 và 2 lại viết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đó là ngay cả trong câu đầu của Kinh Thánh là đã nói về sự tạo dựng. Nhưng mà những ngày lúc đầu đó, khoa học, có rất là nhiều người khoa học họ nghi ngờ Kinh Thánh. Và họ nhìn thiên nhiên và họ nói là Kinh Thánh sai rồi, Kinh Thánh không có đúng. Nhưng mà về sau này khi mà khoa học phát triển hơn nữa, thì có nhiều nhà khoa học gia nhìn và họ thấy là lời Kinh Thánh rất là đúng. Và bởi vậy mới có ông nhà bác học Louis Pasteur có nói một câu là một chút khoa học mang chúng ta rời xa Chúa, nhưng mà nhiều khoa học mang chúng ta trở về với Chúa. Và để hiểu rõ hơn cái sự tạo dựng của Chúa và lời Kinh Thánh, thì cảm tạ Chúa là trong giữa vòng anh em chúng ta có người có thể giúp chúng ta giải thích được điều đó. Và đó là tiến sĩ Nguyễn Lê Ân Điển, mà trong hội thánh chúng ta thân thương gọi là thầy Điển. Thì giờ này chúng ta hãy giả một tràng pháo tay để chúng ta mời thầy Ân Điển lên. Và tiến sĩ Nguyễn Lê Ân Điển thì có bằng tiến sĩ về vật lý tại Đại học Berkeley. Và ông đã dành thời gian để ông nghiên cứu về sự tạo dựng của vũ trụ và lời Kinh Thánh. Thì ông sẽ cho chúng ta hiểu được là lời Kinh Thánh có đúng hay không, với lại sự tạo dựng mà loài người tìm thấy ở trong vật lý. Dạ, xin chào thầy Ân Điển, xin thầy Ân Điển cho chào khán giả. Chào dạ, tất cả hội thánh. Và xin thầy Ân Điển hãy cho mọi người biết là khoa học có những cái điều phát hiện gì mà làm cho người ta cảm thấy là Kinh Thánh rất là đúng và nhiều người khoa học gia đã trở về với Kinh Thánh. Trước khi tôi trả lời câu này thì tôi xin chúc hội thánh một năm mới và tất cả các thân hữu một năm mới thật là đầy ơn phước của Chúa. Thường thì tôi đứng ở bên này để mà đánh đờn, nhưng mà hôm nay thầy Hoàng cho phép tôi đội một cái mũ mới, là cái mũ mà làm khoa học gia. Và quý bạn xem có thấy thầy Ân Điển bằng cái bộ đồ truyền thống đẹp không ạ? Cái này cũng bị xin ép luôn. Xin cho một tràng pháo tay. Tôi cảm ơn Chúa được dịp được có cơ hội để đi học ở trên Berkeley và học ngành vật lý và có những cái nghiên cứu ở trong ngành khoa học. Và trong những năm đó thì tôi có rất nhiều người quen tôi là những nhà vật lý cũng như những nhà khoa học và tin Chúa. Thầy của tôi là
Một trong những người mà Nobel Prize ở Berkeley thì ông ta sáng chế ra laser, thì ông cũng là một người yêu mến, rất là yêu mến Chúa, hai vợ chồng rất là yêu mến Chúa, và những người đi theo ông, học trò của ông cũng là những người yêu mến Chúa, những người có một ông cũng là con rể của ông cũng được Nobel Prize về Physics ở Stanford, Professor Stanford, thì cũng là một người tin Chúa. Chính người người thầy của tôi là người gọi là advisor của tôi cũng là một người yêu mến Chúa. Thì trong những ngày nay gần những năm tháng gần đây, nhất là 20 năm trở lại đây, thì chúng ta thấy là sách vở rối rất nhiều về Thượng Đế. Và nếu quý vị để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều nhà khoa học gia đã trở lại với Chúa. Tại sao họ nói ra, họ viết ra rất nhiều sách và cho nói rằng là khoa học hướng về Thượng Đế. Tại sao như vậy? Thì bởi vì thường thì tôi có những cái chương trình mà thuyết trình thì khoảng chừng 40 phút, mà hôm nay thầy Hoàng cho tôi khoảng chừng 15 phút, tôi cố gắng rất là ngắn gọn thôi để cho hội thánh có thể hiểu rõ một chút xíu tại sao khoa học hướng về Thượng Đế, và có những cái rất là đặc biệt về khoa học mà ngày hôm nay chỉ trong vòng 20 năm nay chúng ta mới có thể nghe được thôi. Thì chẳng hạn như thầy Hoàng có đưa ra câu đầu tiên, là cái câu rất là quan trọng, cái câu nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, trong tiếng Anh là In the beginning God created the heavens and earth, hay là the whole universe. God created the whole universe. Thì đây là một cái đặc biệt mà khoa học tìm thấy rằng là từ ngay nếu mà họ đi nhìn về trong vật lý thiên văn thì họ thấy rằng là cả một cái vũ trụ chúng ta có một cái buổi bắt đầu, there's a beginning of the whole universe. Và cái buổi bắt đầu này rất là đặc biệt, đó là tất cả những cái mà chúng ta thấy, những cái thiên hà, galaxies, những cái ngôi sao stars, và những cái planets mà chúng ta thấy hiện giờ đó, là nó đếm rất là nhiều, nó tới khoảng chừng một cái con số mà trên khoa học họ nói là 10 lũy thừa 23 cái số ngôi sao, là những cái ngôi sao, những cái stars mà lớn hơn cả mặt trời của chúng ta, more bright, more hot than the sun, our sun. Thì những cái ngôi sao này đó, nếu mà đếm ra cái con số nó rất là lớn, và tất cả những cái ngôi sao này đó nó có một cái buổi bắt đầu, và những cái và khoa học cho biết rằng là tất cả những cái mass, là những cái lực, những cái năng lượng, và tất cả những cái trọng lượng mà có trên cả vũ trụ đó, nó được bảo toàn, không có gì thay đổi hết, nhưng mà không có bất di bất dịch. Nhưng mà ngay từ cái buổi đầu đó thì tự nhiên có một cái luồng năng lượng rất là lớn để tạo nên tất cả cái vũ trụ mà có khoảng chừng 10 lũy từ 23 cái số ngôi sao, và tất cả những cái năng lượng của chúng ta một cách ngay lập tức trong thời gian rất là ngắn, gọi là 10 lũy thừa 43 giây, trong một thời gian rất là trừ 43 giây rồi thời gian rất là ngắn. Thì chúng ta thấy rằng là cả một cái thế giới của chúng ta được tạo dựng với buổi bắt đầu, với một cái gọi là supernatural beginning, tức là một cái sự siêu nhiên, một cái đấng mà ngoài không thời gian đã làm một cái điều gì đó và đã đem cho chúng ta một cái khối lượng khổng lồ về một vũ trụ như vậy. Và khi mà các nhà khoa học tìm thấy thêm nữa về những cái đặc điểm của cái thế giới của chúng ta, là trong đó cái dải ngân hà và trong đó có cái trái đất của chúng ta, trong cái planet Earth của chúng ta đó, thì họ thấy rằng là cái trái đất của chúng ta là vả đất, là vô hình và trống không. The Earth was without form and void. Thì họ thấy rằng cái này quá đúng, tại vì lúc đầu cái trái đất của chúng ta bắt đầu đến một cái hỗn hợp khí, một cái gas, collection of gas, dust. Thì khi mà bắt đầu rất là nóng, và sau đó thì trong rất là tối, không có thấy, và giống như là một cái hỗn hợp khí như vậy là bắt đầu. Nhưng mà sau khi đất nguội lại đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy có quả đất bắt đầu hình thành, có những cái vật chất trong đất hình thành, và có nước bao phủ chung quanh, và có mặt biển. Và cái điều này là cũng là điều rất là đặc biệt, khi mà khoa học càng tìm thấy về cái gì đặc biệt nhất ở trong cái thế giới của chúng ta đang sống á, thì họ thấy rằng cái đặc biệt nhất trong cái hành tinh chúng ta đang sống là nó có cái sự sống. Nhưng mà cái sự sống này cũng hết sức là đặc biệt, cái life á, nó bắt đầu ở trong biển. Và trong biển đó đó, nó lập tức ngay khi cái thế giới này hình thành, có trái đất, có biển, thì lập tức là có cái tế bào đầu tiên, hay là the first cell. Trong cái first cell đó thì có tất cả những cái DNA, có tất cả những cái luồng thông tin, những cái information ở trong đó. Và cái luồng thông tin này nó quá lớn, nó khổng lồ đến nỗi mà chính những người mà nghiên cứu về
tất cả những cái coding, chẳng hạn như ông Bill Gates, ông nói là cái luồng thông tin, the information trong cái first cell đó, nó còn nhiều hơn và phức tạp hơn cả cái máy tính hiện đại nhất hiện giờ của, và cái Microsoft Windows hiện giờ đang có. Và cái lượng thông tin ở trong đó nó có cái rất là nhiều cái coding, mà chỉ cần thay cái coding line một chút xíu thôi thì tất cả đều nó bị messed up và không có được cái cell mà chúng ta có. Như vậy thì các nhà khoa học ngày hôm nay cũng chứng minh được rằng ngay cả cái tế bào đầu tiên xuất hiện một cách đột ngột như vậy trên trái đất của mình, và cái lượng thông tin đó nó đã được bỏ trong cái tế bào đó một cách supernatural, một cách siêu nhiên. Như vậy cái đấng mà làm cái tế bào đầu tiên đó phải là một cái đấng siêu nhiên. Đó là tại sao họ bắt đầu thấy rằng là và Đức Chúa Trời, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, the spirit hovering on the water, thì các nhà khoa học và các nhà thần học cho rằng là đây là cái lúc mà Đức Thánh Linh đã can thiệp vào cái thế giới chúng ta và tạo nên thế giới, cái tế bào đầu tiên. Và đây là ba cái điểm rất là đặc biệt mà làm cho các nhà khoa học họ bắt đầu tìm kiếm thêm, và khi họ tìm kiếm thêm lời của Chúa thì họ càng thấy có những cái quá trình gọi là geological records, những cái quá trình về địa chất mà nó đi theo thứ tự của Thánh Kinh và rất giống với những gì mà khoa học tìm thấy ngày hôm nay. Chẳng hạn như chúng ta họ thấy rằng là cái xin cho cái slide kế tiếp, thì cái slide kế tiếp thì chúng ta thấy rằng là các nhà khoa học thấy rằng là cái sự sáng mà ở trong cái hành tinh của chúng ta, trong trái đất, nó cũng rất là đặc biệt. Tại vì nếu như mà hành tinh của trái đất chúng ta mà nó nặng hơn, nó lớn hơn giống như mặt trời á, thì lúc nào cũng phát sáng hết. Nó trở thành cái ngôi sao thì lúc nào cũng phát sáng, là lúc nào cũng có ngày mà không có đêm. Nhưng mà sau khi mà trái đất được chúng ta được hình thành trên nước và hình thành rồi, thì cái trọng lượng của chúng ta, cái mass của chúng ta không có đủ để trở thành một ngôi sao, nhưng mà chỉ là một cái hành tinh. Do đó nó không có tự phát sáng được, và do đó có chúng ta có ngày có đêm. Và cái câu kế là cái câu cũng hết sức là đặc biệt, đó là khi mà chúng ta thấy rằng Chúa nói, lời của Chúa nói rằng phải có một cái khoảng không ở giữa nước, và trên trời có nước và dưới đất có nước, thì các nhà khoa học trong địa chất học, trong cái geological record, thì họ thấy rằng là sau khi mà trái đất mình nó nguội lại đó, thì ở trên bao phủ bởi một cái làn nước, và ở dưới chúng ta cũng có một làn nước, có hai cái làn nước rất là lớn, là tại vì cái nước đó chưa có đủ, đất chưa có đủ nguội để mà có thể nước có thể hội tụ xuống và chỉ thành một biển mà thôi. Và cái quá trình đầu tiên là cái quá trình mà sẽ có hai cái lớp nước ở trên và ở dưới, và ở giữa là khoảng không. Và sau khi nguội lại thì cái câu kế đó là sẽ bắt đầu thì chỉ có một lớp nước thôi, và bắt đầu nước và có khô cạn bày ra, có nghĩa rằng là mặt biển là chúng ta thấy là mặt cái trái đất nó trở lại một cái water world, tức là một cái thế giới mà chỉ có nước bao phủ. Và sau khi một thời gian thì bắt đầu đất nó trồi lên, tại vì có những cái nước núi lửa trong đất nó phun lên và làm cho đất nó phình nở ra. Ngày hôm nay nếu quý vị đi qua bên Grand Canyon thì quý vị thấy ở trên những cái chỗ cao đó là những cái plateau đó, đó là cái nơi mà trước kia nó nằm ở dưới biển, và khi mà có núi lửa nó đẩy lên thì chúng ta thấy là mặt đất trồi lên. Thì đó chúng ta có những cái thềm lục địa rất là cao trên mặt nước, đó là tại sao nó như vậy. Và sau khi những cái đất khô cạn bày ra thì trong cái câu kế đó là nói rằng là Đức Chúa Trời bắt đầu cho những cái xanh cây cỏ, thì các nhà khoa học cũng tìm thấy rằng là trong những cái mà đầu tiên, mà những cái sinh vật sống đầu tiên ở trên đất đó, thật sự là những cái cây cỏ rất là đặc biệt. Và nó khoảng chừng 2 tỷ năm đã bắt đầu có những cái cây cỏ khi mà có đất trồi lên. Và sau cây cỏ thì họ bắt đầu thấy rằng là có những cái loài chim chóc. Trong câu kế thì chúng ta thấy có những cái loài cá, và sau có những loài cá và có những cái loài chim chóc. Mà trước khi có những cái loài chim chóc là những cái đặc biệt, thì có một cái sự thay đổi rất là đặc biệt trong cái không khí. Và cái bầu không khí đó, thay vì nó vẫn, nó trước đây là nó rất là đục, và khi mà nhìn lên, mình nhìn xuống từ ngoài nhìn vào đó, thì chúng ta không có thấy nước, chúng ta chỉ thấy những cái hạt bụi rất là lớn, là tại vì lúc đó cái lượng tháng khí, lượng oxygen nó chưa có nhiều, và nó thành ra cái trái đất của chúng ta lúc đó bao phủ một cái làn khí rất là đặc. Thì giống như là hiện giờ chúng ta nhìn lên trên cái Venus đó, thì chúng ta chỉ thấy một cái lượng khí bao phủ thôi, mà
và chúng ta không có nhìn thấy đất bên trong, thì lúc đầu là trước khi mà cây xanh được mọc lên, sau thì chúng ta cũng giống như vậy, nhưng mà sau khi cây xanh mọc lên thì có cái lượng tháng khí và cái lượng carbonic bớt dần, và khi mà cái carbonic bớt dần á, thì bắt đầu trời sẽ trong xanh. Thành ra khi mà chúng ta nhìn cái đất mình, chúng ta nhìn lên thì chúng ta sẽ thấy có những cái vì sao, và lúc đó chúng ta thấy có mặt trời, mặt trăng, có những cái vì sao để chúng ta thấy được. Và sau khi có những cái vì sao thì chúng ta thấy có bắt đầu có những cái sinh vật sống có cao cấp hơn, đó là những cái sinh con cá dưới nước và chim trên trời. Và sau khi cá dưới nước, chim trên trời được hình thành thì khoa học cũng cho chúng ta biết rằng là bắt đầu có những cái vật cao cấp hơn nữa, đó là thú rừng, đó là những cái côn trùng và thú rừng. Và sau thú rừng được hình thành thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy có loài người là cái loài mà cuối cùng ở trên mặt đất và xuất hiện sau cùng hết. Thì đây là những cái tiến trình, 13 cái tiến trình mà tôi vừa mới đưa ra. Đây là 13 cái tiến trình, từng tiến trình một đã được khoa học trong địa chất học, trong thiên văn học, trong vật lý học và trong sinh vật học chứng minh cho chúng ta tất cả những cái tiến trình này từ trong khoa học. Chúng ta thấy physics, astronomy, biology and geology, tất cả những cái điều này đã chứng minh cho chúng ta thấy từng bước một. Nếu chúng ta làm một cái xác suất thống kê để cho chúng ta thấy thì làm sao tất cả những 13 tiến trình này nó được chính xác, một cách chính xác theo cái thứ tự như vậy, thì các nhà khoa học đã tính theo cái xác suất thống kê và họ thấy rằng cái con số mà cái điều này ta thấy ra by chance, tức là một cách tình cờ, đó là 1 trên 10 lũy thừa 22. Mà cái số 1 trên 10 lũy thừa 22 này rất là khó để hình dung, cho đó tôi xin đưa ra một cái ví dụ cho quý vị thấy. Ví dụ như tôi có một cái đồng tiền là 25 cent, một cái quarter, mà tôi bỏ cái đồng tiền đó, sắp hàng cái đồng tiền đó cao khoảng chừng một dặm. Thì và cái đồng tiền đó nó bao phủ cả một nước Mỹ, cả một cái nước Mỹ như vậy, một dặm của cái số đồng tiền đó. Và quý vị đánh dấu một trong cái đồng tiền đó, và quý vị xào xáo lên, và chúng ta bốc một cái đồng tiền đó ra, và bởi random, tức là by chance, một cách tình cờ, một cái con số đồng tiền lớn như vậy mà quý vị lấy đúng cái con số cái đồng tiền mà có dấu đó, thì cái đó là cái sự tình cờ hay là cái xác suất mà làm sao mà chúng ta có thể bắt được cái đó như vậy. Như vậy thì các nhà khoa học đã ngày hôm nay khi mà họ trở về với Chúa, họ nói là Kinh Thánh rất là đúng. Và một trong những nhà khoa học đó là như ông Hugh Ross, ông là một người không tin Chúa, mà khi ông đọc Kinh Thánh thì ông trở nên một người tin Chúa, và ngày nay ông trở thành mục sư và ông đi, ông chia sẻ cho rất nhiều nhà khoa học khác biết. Thì đó là những điều mà tôi chỉ trong thời gian ngắn ngủi tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh. Tuy nhiên khoa học có một vài điều mà không có nói tới, và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết được, đó là những điều mà sau cái thế gian này, sau khi tất cả mọi sự qua đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thì khoa học không có nói được điều đó. Khoa học chỉ cho thấy rằng là những gì Kinh Thánh nói là đúng. Nhưng mà Kinh Thánh còn nói hơn nữa, đó là ngày mà chúng ta qua đời không phải là hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người của chúng ta với một cái điều rất là khác biệt với lại loài cầm thú, đó là không phải chúng ta chỉ có tình cảm không, mà chúng ta có spirit, chúng ta có một cái thần linh. Và thần linh đó không là một thần linh bất diệt. Và khi chúng ta qua đời thì chúng ta sẽ gặp đấng mà dựng nên chúng ta, đó là đấng mà ban cho chúng ta cái spirit đó. Và hơn nữa thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng cả cái thế giới mà chúng ta có mà Chúa dựng nên như vậy là cái thế giới đầu tiên. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ cất đi cái thế giới này trong một ngày cuối rốt, và Ngài sẽ dựng nên một cái thế giới mới. Và trong cái thế giới thứ hai, thế giới mới có những cái định luật tự nhiên mới. Và trong những cái định luật đó, Chúa cho chúng ta biết rằng là sẽ không có những cái sự hủy hoại trong thân thể. Ngày hôm nay chúng ta già đi, chúng ta qua đời, chúng ta thân thể chúng ta thối rữa, và nhưng trong cái thế giới mới chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái thân thể mới, và Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời với những cái thân thể mà không còn bệnh tật, không còn có sự hư nát, và chúng ta không có bị giới hạn bởi không và thời gian. Ngày hôm nay nếu chúng ta đọc thêm về khoa học thì khoa học cho biết rằng thế giới chúng ta không phải chỉ có 4 chiều mà thôi, không phải là chỉ có 4-dimensional hay là 4 times 3 times and 1 3
space and one time, ba chiều không gian và một chiều thời gian, nhưng mà thật ra có tới 10 chiều, những cái chiều kia chúng ta không thấy được, nhưng mà những cái chiều đó nó có, nhưng mà nó không thấy được để mà chúng ta có một cái sự sống sống động ngày hôm nay. Và chính vì cái chiều đó không thấy được làm cho chúng ta bị hủy hoại thân thể đi, làm cho ngay cả cái vật mà bền vững nhất như là cái proton, những cái hạt phân tử proton nó cũng phải tan biến và nó hủy hoại trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà cái ngày sau khi mà Chúa trở lại và Chúa tạo nên một trời mới đất mới, thì Chúa cho biết rằng ngay cả những cái vật chất đó cũng không có bị hủy hoại, và chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Và trong những người có đức tin trong Chúa thì chúng ta sẽ được gặp Chúa trong ngày mà Chúa cho chúng ta qua đời này, và qua đời sau chúng ta sẽ gặp Chúa. Xin cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Đó, quý mạng cho em, chỉ có một cái đấng mà tạo dựng cả vũ trụ, như là Thiện Điển mới vừa chia sẻ, mà theo một cái lĩnh vực khoa học đó, thì đấng đó mới đủ khả năng để mà ban phước cho chúng ta. Chứ không có thể có một cái con người nào, dù cho vĩ đại đến dường nào đi nữa, cũng không thể nào ban phước cho chúng ta được, chỉ trừ cái đấng tạo dựng cả vũ trụ này mà thôi. Và thực tế, và cũng như trong cái những nhà khoa học đó họ nghiên cứu, thì họ thấy là trong Kinh Thánh có khoảng 2.500 cái lời tiên tri. Mà trong khoảng 2.500 lời đó thì đã có 2.000 lời tiên tri đã thành hiện thực và không sai trật. Còn 500 lời tiên tri còn lại là đang xảy ra trong mỗi một ngày chúng ta trôi qua, là chúng ta tiến gần tới cái lời tiên tri đó. Và chính vì vậy mà những người mà tin Chúa, họ tin rằng quyển Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho loài người. Bởi vì tất cả những gì trong Kinh Thánh ghi ra lời tiên tri đã đúng 2.000 cái rồi. Và cái xác suất để mà đúng 2.000 cái như vậy đó, mà bay ngẫu nhiên đó, là vô cùng lớn, 10 trên lũy thừa 2.000. Thành ra nó là một con số vô cùng lớn, mà để mà không thể nào mà nói rằng cái đó tự nhiên mà có được. Và vậy chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể nói chính xác đến như vậy. Và lời Chúa ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 17 là lời Chúa nói rằng mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. Trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. Thì tất cả những cái lời mà chúng ta chúc phước trong ngày Tết, chúng ta, có nhiều người chúng ta không biết là từ đâu đến, nhưng mà tất cả lời Kinh Thánh nói tất cả những cái ơn phước mà chúng ta nhận được đến từ Chúa, chứ không phải từ một ai khác cả. Và thực sự Chúa là đấng ban, mình hay chúc là phước lộc thọ, ba cái điều mà ai cũng muốn cầu xin điều đó vào năm mới. Thì lời Chúa cũng nói rằng Ngài là đấng ban cho những phước lộc thọ. Và lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 23 câu 25 và 26 viết rằng: Ngươi chỉ thờ lạy một mình Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, để Ngài sẽ ban phước cho thức ăn và thức uống của ngươi, và ta sẽ cất bệnh tật ra khỏi các ngươi. Không ai sẽ bị hư thai hoặc hiếm con trong đất ngươi sống. Ta sẽ cho ngươi hưởng trọn tuổi thọ của mình. Thì không có bệnh tật, không bị hư thai, đó là những cái phước mà Chúa ban. Chúa ban phước cho những thức ăn và thức uống, đó là cái lộc mà Chúa cho. Và Chúa cho hưởng tuổi thọ của mình, đó là phước lộc thọ Chúa đều ban cho chúng ta cả. Và Chúa cũng là đấng ban cho chúng ta và sự giàu có nữa. Trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 22 viết rằng phước hạnh của Chúa làm ta nên giàu có, Ngài chẳng thêm một nỗi buồn nào vào. Là sự giàu có Chúa cũng cho chúng ta luôn, ngoài phước lộc và thọ. Và Chúa cũng là đấng ban cho chúng ta sự bình an. Lời Chúa trong Dân Số Ký đoạn 6 câu 24 tới câu 26 viết thì Chúa dạy ông Aaron là phải cầu nguyện cho dân sự như thế này: là nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em. Nguyện xin Chúa tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em. Nguyện xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em. Đó, những điều mà chúng ta chúc phước là bình an thịnh vượng hay là phước lộc và thọ đều đến từ Chúa. Và lời Chúa trong tình yêu của Ngài, lời Chúa viết rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45 viết rằng Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện,
ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Thì nếu vậy thì nếu mà Chúa ban cho người công chính lẫn người bất chính, vậy thì có lợi gì không khi mà mình phải tin Chúa? Không tin Chúa, Chúa cũng ban mà. Thì tin Chúa thì được cái gì? Mà anh chị em, hãy nghĩ xem, nếu vậy thì tôi sống sao tôi sống, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cho. Thực sự là có những người không tin Chúa mà họ rất là giàu có, họ giàu hơn những người tin Chúa. Vậy thì cái sự tin Chúa nó có lợi gì? Mà anh chị em, đúng ra đó là mình không cần phải chúc phước cho nhau gì cả. Nếu mà ông tổ của chúng ta là ông Adam và Eva không phạm tội, mình chẳng cần chúc phước cho nhau gì cả. Bởi vì là họ, lúc mà Chúa tạo dựng họ, Chúa đặt họ vào vườn địa đàng, họ chẳng thiếu gì cả. Họ chẳng, thân thể họ, họ không có chết để mà mình phải chúc họ sống lâu. Và họ, thân thể của họ không bao giờ biết bệnh tật để mà mình phải chúc họ là sức khỏe. Và họ có đầy đủ tất cả mọi thứ để mà mình không cần phải chúc họ là an khang, thịnh vượng, giàu có gì cả. Họ có tất cả mọi thứ. Nhưng mà họ đã phạm tội và họ đã bị không vâng lời Chúa và bị Chúa đuổi ra khỏi cái vườn địa đàng đó. Và từ đó họ bước vào con đường đau khổ. Họ vào con đường đau khổ là họ phải làm quần quật mới có ăn. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19 nói rằng họ phải làm đổ mồ hôi trán họ mới có ăn. Và họ sẽ bắt đầu biết đến sự chết. Đó là cả cái xác của họ là họ sẽ bị bệnh và bị chết. Và cái tâm hồn của họ, họ luôn luôn bất an và họ gây ra ganh ghét và mọi thứ. Bởi vậy, nếu những ai đọc Kinh Thánh thì thấy là từ đầu là họ đã có chém giết nhau rồi khi mà họ ra khỏi vườn địa đàng. Và cái điều quan trọng hơn nữa là tâm linh của họ bị cắt rời khỏi với lại Đức Chúa Trời. Và chúng ta có ba phần là hồn, linh và xác. Thì những gì mà chúng ta chúc Tết cho nhau đó là chúng ta chúc an khang thịnh vượng, giàu có là chúng ta đang nói về phần xác hay là sự khỏe mạnh. Và chúng ta nói rằng chúng ta chúc cho sự bình an là chúng ta đang nói về phần tâm hồn. Nhưng mà còn phần linh chúng ta mãi mãi bị đứt, không có làm gì được cả. Nhưng mà trong tình yêu của Chúa, Chúa không có để cho chúng ta bị mất cái phần linh chết như vậy. Và Chúa đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống để mà chịu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. Để rồi chúng ta mới có thể phục hòa lại với Chúa. Lời Chúa trong Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta, cho dù chúng ta mới sinh ra nhưng mà ông tổ của chúng ta đã phạm tội, là chúng ta đã phạm tội, mất đi cái vinh hiển đó rồi. Chúng ta biết hay không biết thì chúng ta cũng mất đi cái vinh hiển và chúng ta bị mất đi cái mối tương giao với Chúa. Thành ra, nhưng mà lời Chúa nói rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, Ngài đây tức là Chúa Giê-xu đó, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Đó là trong Giăng đoạn 1 câu 12. Các bạn chế mới, Chúa là đấng ban phước, mà nếu mà chúng ta là con của Đức Chúa Trời, ồ thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Bởi vì cái đấng ban phước là cha của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thiếu vì bất cứ một cái ơn phước nào cả. Và thực sự lời Chúa trong Philip đoạn 4 câu 19 nói rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Giê-xu Christ. Tức là Chúa ban cho chúng ta Chúa Giê-xu và Chúa ban tất cả những cái ơn phước qua Chúa Giê-xu. Để mà khi chúng ta chính nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta có những cái ơn phước đó. Đó là một cái phước hạnh rất là lớn mà Chúa đã dành cho loài người của chúng ta. Nhưng mà có nhiều người không biết. Và cái nhìn nó, ủa sao cái ông Giê-xu này, ông trần truồng treo như thập tự giá máu me tùm lum mà bắt tôi phải tin. Ngày xưa chính tôi là một người như vậy. Tôi, mọi người cứ đến nói Chúa, tôi nói cái ông trần truồng như vậy mà 2000 năm trước liên quan gì đến tôi mà bắt, mà kêu tôi phải tin. Nhưng mà quý mạng chứ, khi mà mình hiểu được là tại sao Chúa phải bị đóng đinh và máu tuôn như vậy, là bởi vì chính tội lỗi của mình đó, thì lúc đó tôi mới biết tình yêu của Chúa là lớn lao như thế nào. Và Chúa không chỉ ban cho chúng ta cái tất cả những cái điều gì mà chúng ta, tất cả mọi nhu cầu mà chúng ta cần có, mà trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 lời Chúa nói rằng chúc tụng Đức Chúa Trời cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Chúa không chỉ là ban cho chúng ta những cái phước trong đời này,
mà chúng ta còn ban cho Chúa, còn ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu những cái phước hạnh thuộc linh ở khắp nơi trên trời. Là bởi vì như mà thầy Điển nói đó, là trong những ngày sau cuối khi mà Chúa tạo dựng trời mới đất mới đó, một trong những cái phước hạnh, một trong những cái 500 lời tiên tri mà chưa thành hiện thực đó, có một lời đó là Ngài sẽ trở lại và Ngài sẽ tiếp rước tất cả những ai tin nhận Ngài vào cái nơi vinh hiển ở với Ngài. Đó là một cái lời hứa, một cái phước hạnh lớn nhất mà tất cả chúng ta đang chờ đợi. Và ngày Tết khi mà chúng ta chúc cho nhau an khang thịnh vượng, mọi thứ phước lộc thọ, thì chúng ta đừng có nên mà chỉ đi kiếm những cái sự phước hạnh mà thôi, nhưng chúng ta cần kiếm cái đấng ban phước cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có đấng ban phước, chúng ta sẽ có những cái phước hạnh như hôm nay và ngày mai nữa, chứ không phải là chỉ có một cái phước hạnh mà chúng ta xin rồi cho con giàu có, mua được cái nhà năm nay là xong, là mình xong. Mình không biết ai là đấng ban cho mình cái đó, đó là mình mất đi những cái phước hạnh rất là lớn. Bởi vì Chúa đến không phải chỉ để cho chúng ta những cái phước hạnh này mà thôi. Bởi vì lời Chúa nói rằng là ta đến để cho chiên ta được sự sống và sự sống dư dật. Cái sự sống dư dật ở đây nó không phải chỉ là giàu có mà thôi, mà nó dư dật trong sự bình an, trong tấm lòng, trong tâm hồn của chúng ta. Và cả cái lời hứa về sau khi mà chúng ta qua khỏi cuộc đời này, chúng ta về với Chúa, thì Chúa cũng sẽ đón chúng ta vào và mình sẽ ở với Chúa đời đời. Đó là cái phước hạnh lớn nhất. Bởi vậy lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 mới nói rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Tức là mình đừng có quan tâm là hôm nay tôi ăn gì, tôi uống gì, lời Chúa nói như vậy, nhưng mà mình phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời trước, và khi có Chúa, Chúa sẽ ban cho mình tất cả mọi điều khác. Và cái điều đặc biệt là khi mà mình tin Chúa, không phải mình chỉ có những cái lời hứa như là lời sự ban phước giàu có và về tương lai về sau, nhưng mà mình có một cái điều rất là đặc biệt, đó là Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Đức Thánh Linh tức là thần của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và Ngài hướng dẫn chúng ta trong suốt một đời sống này. Và cái sự mà chúng ta bước đi mà có Chúa hướng dẫn là một đời sống siêu nhiên, và chúng ta cảm thấy rất là bình an. Ngày xưa khi tôi còn là Phật tử đó, là ngày Tết là một cái ngày mà tôi phải lo là ai xong đất nhà tôi nè, rồi người này có trùng tuổi hay không, rồi mẹ tôi thì hay mang coi tử vi nè, năm nay tôi bị sao quả tạ chiếu hay là một cái sao gì đó chiếu là tôi phải đi hướng này hay hướng kia, và tôi phải đi xin lộc rồi đi dân sớ rồi tùm lum hết trơn á. Tôi thực sự tôi không biết hết mọi thứ, nhưng mà hồi đó mẹ tôi bảo tôi làm cái gì đi vô chùa dân sớ là tôi đi. Nhưng mà nó rất là nhiều sự lo sợ của bạn chị em. Nhưng mà khi mà mình có Chúa và tôi biết đến Chúa, Đức Thánh Linh ở trong tôi rồi, tôi biết Chúa của tôi là đấng thể trị tất cả mọi thứ. Tất cả những cái ngôi sao Chúa cũng đặt vào đúng chỗ của nó. Thì giờ sao có chiếu như thế nào, Chúa tôi cũng bảo vệ tôi được điều đó. Và thành ra tất cả những cái ơn phước tôi chẳng cần phải dâng sớ cầu an cầu siêu gì cả. Bây giờ sự cầu an cầu siêu nó đến từ Chúa, mà Chúa ở trong tôi. Thì thành ra tôi chẳng còn sợ gì nữa cả, và đời sống tôi cảm thấy rất là bình an. Tôi chẳng phải sợ là năm nay ai vào sống đất của tôi có trùng tuổi hay không. Chẳng hạn như năm Quý Mão thì sẽ có những người trùng với lại năm nay mọi người, những người không tin Chúa nói là năm Quý Mão là phải có người nào đó phải bước vào trong nhà sống đất thì mới là hên. Tôi chẳng cần biết gì cả, tôi biết rằng nhà của tôi dâng cho Chúa rồi là Chúa sẽ ban phước đổ trên đó. Đó là những cái điều mà tôi thấy rất là khác lạ khi mà chúng ta có Chúa, không có còn sợ hãi nhiều nữa. Mà đặc biệt là ngày xưa đó mẹ tôi hay đem tôi cho tôi tử vi lắm. Trong cái tử vi của tôi nói rằng là tôi khó có con lắm, giỏi lắm là có một đứa thôi à. Mà nó làm cho tôi nằm trong đầu từ đó. Và khi mà tôi lấy vợ tôi cũng vậy, tôi nói vợ tôi là em ơi, tử vi nói anh là có một đứa con thôi à. Và khi mà mãi rồi ra một đứa đầu, tôi nói vậy là hết rồi đó. Lúc đó tôi chưa tin Chúa mà anh xem, nói vậy là hết rồi đó. Rồi từ từ 3 năm sau ra đứa nữa. Tôi nói ủa sao cho một đứa nữa, chắc hết rồi đó, hết rồi. Ra thêm một đứa nữa, đứa thứ ba nữa. Là thôi tôi nói là cái này là sai rồi. Lúc đó thì tôi đứa thứ ba ra là tôi biết Chúa rồi. Tôi nói mấy cái tử vi này tôi dẹp qua một bên hết. Là bởi vì là con cái là bông trái của tử cung, và chính Chúa là ơn của Chúa cho. Thành ra không phải là một cái tử vi nào nói chúng ta cả, mà Chúa ban cho chúng ta.
và rất là nhiều điều khác mà ngày trước tôi ở trong, tôi chưa biết Chúa, rất là nhiều cái điều và là làm cho tôi phải lo nghĩ và những cái phong tục, tập quán mà mình chỉ làm theo thôi. Mình cũng không biết là tại sao mình phải làm. Thành ra khi mà mình biết được Chúa là đấng ban phước cho chúng ta và mình tìm kiếm Chúa thì mình sẽ không còn phải lo sợ gì trong ngày Tết cả. Tất cả mọi ơn phước đến từ Chúa. Và sự thành bại chúng ta, cho dù là chúng ta có tính điều gì thì tính, nhưng mà sự thành hay không là đến từ Chúa. Lời Chúa cũng nói điều đó. Và thành ra là ngày Tết hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với bạn chị em để biết rằng Chúa là đấng ban phước cho chúng ta. Thành ra chúng ta sẽ không cần phải lo sợ bất cứ một cái điều gì mà loài người nói là phải đi hướng đông, hướng tây, phải hái lộc hay là này kia cả. Bởi vì chúng ta là những con cái yêu dấu của Ngài và Ngài luôn yêu mến chúng ta và muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Và đó là bài chia sẻ ngày Tết của tôi, và để chúng ta cùng biết rằng chúng ta khi mà chúng ta nhận những phước hạnh thì chúng ta cũng chào đón luôn cả đấng mà ban cho chúng ta những phước hạnh đó, chính là Chúa Giêsu nhập thể làm người. Đức Chúa Trời là ở trên cao và Chúa Giêsu đã xuống thế gian nhập thể làm người, và Đức Thánh Linh là ở trong chúng ta để hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Cả ba ngôi đó đều là Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta đón nhận Ngài thì chúng ta sẽ có tất cả những phước hạnh. Và ngày Tết tôi ngoài cái việc chúc cho quý bạn chị em những cái phước hạnh trong đời này, thì chúng tôi cũng khát khao quý bạn chị em biết đến Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài. Đó sẽ là cái lộc đầu năm tốt đẹp nhất, phước hạnh nhất mà quý bạn chị em nhận. Cảm tạ Chúa và xin mời quý bạn chị em hãy đứng dậy. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Chúa ơi, ngày hôm nay là ngày đầu năm mới và tất cả anh chị em chúng con đến với hội thánh của Ngài để chúng con ra mắt Chúa đầu năm mới. Và Chúa ơi, giờ này con xin Chúa hãy ban phước dư dật của Ngài trên đời sống từng mỗi anh chị em chúng con ở đây đầu năm mới, cho họ tất cả những sức khỏe, sự bình an, phước hạnh của Ngài. Và xin Chúa hãy chu cấp cho họ tất cả những nhu cầu cần dùng, cả về tài chánh lẫn vật chất, tất cả mọi thứ. Xin Chúa hãy ban phước dư dật trên con cái của Ngài. Và Chúa ơi, con khát khao là những ai chưa biết đến Ngài, chưa biết Ngài chính là đấng ban phước, thì xin Chúa cũng cho ngày đầu năm mới này họ biết Chúa chính là đấng ban phước cho họ. Chúa mà chúng con tôn thờ chính là Chúa, là đấng tạo dựng cả vũ trụ này từ những buổi ban đầu. Và Chúa đã có những chương trình để cứu rỗi chúng con, bởi vì Ngài biết rằng chúng con là những người phạm tội và chúng con không thể nào tự cứu chúng con được. Và Ngài đã ban con một của Ngài xuống thế gian để chết cho tội lỗi của chúng con. Để rồi khi chúng con tin Chúa thì chúng con được sự sống đời đời, và chúng con được một sự sống sung mãn ngay trong cuộc đời này. Còn nay xin Chúa hãy mở lòng những ai chưa biết đến Ngài để họ tiếp nhận Chúa, để họ không chỉ chạy theo những cái ơn phước, nhận những cái ơn phước đó mà thôi, mà họ có luôn cả cái đấng ban phước trên đời sống của họ. Đó chính là phước hạnh lớn trên đời sống của chúng con. Và năm mới con nay xin Chúa hãy đụng chạm tấm lòng của từng những ai chưa biết đến Ngài, để cho họ mời Chúa vào trong lòng, làm chủ, làm Chúa trên đời sống của họ, để rồi họ sẽ cảm nhận được ơn phước dài dài từ ngày này cho đến mãi mãi về sau khi họ qua khỏi cuộc đời này. Và khi họ qua khỏi cuộc đời này thì họ sẽ gặp Chúa và ở với Chúa trong vinh hiển đời đời. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Con xin Chúa hãy ở cùng tất cả anh chị em chúng con trong ngày năm mới, cho họ một ngày năm mới thật là bình an, phước hạnh. Con cảm tạ Cha, con dâng tất cả mọi sự trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con xin hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa.